Bu bu làm họa sĩ. Anh Rin ơi, anh làm gì thế? Anh đang vẽ tranh em ạ. Mẹ ơi, mẹ xem con vẽ này. Ô kìa, anh Bin quên bút chì màu. Mình cũng muốn vẽ, nhưng vẽ ở đâu đây? Mình không có giấy. À, có chỗ rồi, mình sẽ vẽ lên tường. Xong rồi, mình đi khoe với mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem con vẽ có đẹp không? Ôi, Bù Bù, con đang làm gì thế này? Bù Bù, đáng lẽ con phải vẽ lên giấy, chứ không được vẽ lên tường. Bin à, con phụ mẹ chùi sạch bức tường này đi nào. Mẹ ơi, để con giúp mẹ với. Ừ, con lại lấy khăn lau đi. Bù Bù, hai anh em ta hãy vẽ cái gì tặng mẹ đi. Hay quá, mình vẽ lên tờ giấy lớn này anh nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại đi. Chúng con có quà tặng mẹ. Chúng con yêu.